bài số 8 trong giáo trình Minono Nihongo. Các bạn ơi, từ hôm tới giờ mình học từ bài 1 tới bài 7 á, thì mình sẽ học về những danh từ, những số đếm về ngày, tháng. Tiếp theo ở bài 6, bài 7 thì mình học qua về động từ, chỉ hành động. Rồi, hôm nay bài 8 mình sẽ học qua một cái phần từ vựng rất là mới mẻ, đó là về tính từ các bạn ha. Thì con nói sơ qua, trong tiếng Nhật mình có hai loại tính từ, đó là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Tính từ đó ha, tính từ thì mình sẽ có hai loại, một là tính từ đuôi y, cô ghi đây ha, tính từ của mình có thể thiện hình chữ A, tính từ y, và một loại nữa là tính từ đuôi na. Rồi, cô nói sơ qua phần này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm quen với những tính từ đuôi na và những tính từ đuôi y, để mình coi tính từ đuôi na là tính từ như thế nào và tính từ đuôi y là như thế nào ha. Đầu tiên cô giải thích sơ qua, tính từ đuôi na là những cái tính từ mà ở cuối chữ của nó sẽ có chữ nó không có phải chữ y ha, nó sẽ là ở trong mặt này. Còn tính từ đuôi y là ở phía cuối của cái chữ đó sẽ có chữ y, sẽ có chữ y ha. Vậy bây giờ mình sẽ làm quen, nói thì hơi khó hiểu, bây giờ mình vô luôn. Đầu tiên cô có tính từ đẹp trai ha. Từ này thì mình đã phải vay mượn từ tiếng nước ngoài, nên là mình sẽ thể hiện nó bằng chữ katakana. Đẹp trai là handsome. Tính từ đuôi na, cô đang đi tính từ đuôi na trước. Tính từ đuôi na trong sách của chúng ta, nếu bạn nào có từ vựng á thì sẽ mở ngoặc ghi là tính từ, ghi cái chữ na ra cho mình biết. Handsome là đẹp trai, nên là nhưng mà ở trên bảng của cô, vì cô nói chữ đầu tiên rồi, nên là từ bây giờ cô sẽ đi tính từ đuôi na và cô sẽ bỏ qua cái chữ na này cho nó nhanh hơn lắm ha. Rồi tiếp theo cô có tính từ thứ hai, đẹp hoặc là sạch, kire, dùng để tính từ đuôi na luôn ha. Đây, đẹp sạch mình dùng để nói về căn phòng sạch quá, hoặc là bạn nữ kia nhìn xinh quá, nhìn đẹp quá, kire. Ok, tiếp theo mình sẽ đi tới tính từ yên tĩnh, yên lặng ha. Yên tĩnh sẽ là shizuka, yên tĩnh ha, shizuka. Tiếp theo ngược lại với yên tĩnh sẽ là náo nhiệt là nigiyaka. Nigiyaka là náo nhiệt. Hai cặp từ này nó đi chung với nhau, mình nhớ luôn ha. Yên tĩnh là shizuka, náo nhiệt là nigiyaka. Tiếp theo cô có tính từ nổi tiếng là yume. Yume có trường âm yume, nổi tiếng. Rồi mình nhớ đọc có trường âm nha, tại vì không có trường âm á, yume không á nó có nghĩa khác. Thì các bạn, yume không là giấc mơ, dream ha. Yume không là giấc mơ. Cô bỏ đi, cô nói thôi ha. Mình nhớ đọc yume, nổi tiếng, tính từ nổi tiếng. Rồi tiếp theo mình có tính từ tốt bụng ha, một người tốt bụng, shinsetsu. Tính từ đuôi na nghĩa là tốt bụng. Rồi tốt bụng này mình, các bạn lưu ý là mình hạn chế dùng để nói về bản thân mình cũng như là nói về những cái người thân trong gia đình của mình ha. Thường mình khen ai đó tốt bụng thì mình chỉ khen người ngoài thôi ha, mình nâng họ lên mình khen người ngoài thôi, chứ mình không có nói về gia đình của mình nhiều, các bạn nhớ ha, lưu ý thôi. Rồi vậy thì bây giờ mình điểm qua những cái tính từ đuôi na bên này trước đi. Đầu tiên cô có tính từ đẹp trai, handsome. Tiếp theo đẹp hoặc là sạch đẹp ha, kire. Rồi cô nhắc cô ha, kire đây các bạn thắc mắc đây là ủa cô ơi, tại sao mà nãy cô nói tính từ đuôi na là nó sẽ có chữ na mà nó không có chữ y, nếu mà chữ y là tính từ đuôi, nhưng mà đây là từ đặc biệt, mình nhớ luôn ha, kire cuối câu là chữ y nhưng mà là tính từ đuôi na. Ok, tiếp theo yên tĩnh là shizuka, nigiyaka là náo nhiệt, cặp đôi của nó ha. Tiếp theo nổi tiếng yume, ok ý tiếp chứ ha, yume đây là cuối của nó là chữ y nhưng mà nó là tính từ đuôi na, yume. Và tiếp theo tốt bụng là shinsetsu, ideska. Rồi khỏe khoắn, genki. Cô có tiếp theo genki, tính từ đuôi na, qua trang mở qua phần mới lên cô đi ha. Khỏe, bạn có khỏe không, genki desu ka, khỏe. Rồi tiếp theo rảnh rỗi,
Hima. Hima, tính từ Luna, rảnh. Bạn có rảnh không? Hima desu ka? Rảnh. Tiếp theo, tiện lợi. Cái máy này thật là tiện lợi, Benri ha. Thôi là Nhật Bản là một đất nước tiện lợi nè. Tại vì sao? Cái gì cũng có ha, Benri, tiện lợi. Rồi, đẹp hoặc là hay, hay nhỉ, đẹp quá ha. Suteki. Suteki, đẹp hoặc là hay, dùng để, mình hay dùng để khen trong hội thoại, dùng hay khen một cái món đồ gì đó dễ thương, đẹp hoặc là một cái việc gì đó nghe có vẻ hay, hay quá đi, dùng suteki. Ok, ideas cả. Rồi, mình tiếp theo ha. Tính từ khỏe, genki. Tiếp theo, rảnh rỗi là hima. Rồi, tiện lợi, benri. Cuối cùng, đẹp hoặc là hay, suteki. Suteki desu ne, hay quá nhỉ. Rồi, đây là những cái tính từ đuôi na. Bây giờ cô sẽ boy và mình sẽ qua tiếp tính từ đuôi nghi. Qua tiếp tính từ đi. Tính từ đuôi y, nhắc lại ha, tính từ đuôi y là những cái chữ mà ở phía cuối tận cùng của nó sẽ có chữ y, sẽ có lòi lòi đuôi y ra thì mình sẽ gọi nó là tính từ đuôi y. Rồi vậy thì những tính từ đuôi y mình sẽ chú trọng học theo cặp nè, cặp đối ngữ của nó ha, ví dụ như cao thấp hoặc là rẻ đắt chẳng hạn. Rồi ok, cô có cặp đầu tiên tính từ to lớn. To lớn sẽ là oki. Cô đang đi với tính từ đuôi y ha. Rồi to là o, oki. Tính từ đuôi y to lớn. Vậy thì bây giờ ngược lại với to lớn sẽ là nhỏ đúng không? Nhỏ, nhỏ mình sẽ là chi sai. Chi sai. Nhỏ. Oki là to lớn, ngược lại chi sai là nhỏ. Rồi cô có tiếp theo tính từ mới, mới là atarashi. Atarashi. Mới. Vậy thì bây giờ ngược lại với mới sẽ là ok là cũ ha. Cũ mình sẽ có furui. Tính từ đuôi y furui, cũ. Cũ ha, cũ, furui. Rồi, mà furui này dùng để nó bị đồ vật ha. Ví dụ như cái nón cô mua mấy năm rồi thì bây giờ nó cũ. Cái đồng hồ cô mua lâu rồi nó cũ chứ không nên dùng để nói là tuổi tác của người ha. Không nói à anh sống lâu quá rồi nên anh cũ. Yeah, damades. Rồi tiếp theo, cô có tính từ tốt. Tốt là yi. Và còn chữ nữa là yoi. Tốt. Vậy thì ngược lại với tốt sẽ là ok, cũng tốt, xấu thôi. Xấu, warui. Warui là xấu. Yi là tốt, warui là xấu. Ra cái từ yoi này á, nó sẽ nằm ở trong cái phần mà mình chia thì của tính từ ha. Nên là mình chịu khó mình sẽ coi qua cái phần từ ngữ pháp bài 8 của cô Lan dạy thì mình sẽ rõ hơn vô này chia khi nào các bạn ha. Ha, ok, tiếp theo mình sẽ có rồi ok, mình làm quen với những ba cái cặp tính từ đi. Cô bỏ bảng, cô sẽ cho lớp qua một cái cặp những cái cặp tính từ khác nè. Rồi đầu tiên cô có to lớn oki, ngược lại với to lớn là chi sai. Chưa ngắm ha, chi sai nhỏ. Mới atarashi, ngược lại furui, cũ. Rồi tốt y, xấu sẽ là warui. Tốt nhớ, nó còn một cái nữa là yoi. Ideas ka? Tiếp theo cô qua cặp tính từ tiếp theo là nói về nóng, sự nóng ha. Rồi đầu tiên cô có tính từ nóng là atsui. Thôi sẽ ra tí là atsui. Atsui là nóng. Rồi vậy thì ngược lại với nóng cô sẽ có samui. Ok, samui cô ghi trên đây ha. Samui. Samui là lạnh.
Mình còn một chữ lạnh nữa ở trong sách mình, nếu mà các bạn thấy các bạn sẽ thắc mắc ha. Từ mê tay, cô ghi ở trên đây đi ha. Từ mê tay. Rồi vậy thì các bạn sẽ thắc mắc là lạnh này là lạnh trong cái gì? Trong sách mình để samui là lạnh, nói về thời tiết. Tức là sao? Tức là mình đi ra đường, tuyết rơi lạnh thì mình sử dụng asamui, lạnh quá. Nhưng mà hàng tsumetai này dịch lạnh dùng cho cảm giác. Cảm giác tức là sao? Tức là mình cầm một cái chai rượu lên, cái chai rượu ốc lạnh lên, a lạnh quá, rượu lạnh, thì mình sẽ sử dụng tsumetai này. Tại vì mình cầm ra nó tiếp xúc với da mình sẽ cảm thấy lạnh, lạnh sẽ là tsumetai, dùng cho đồ uống lạnh ha, tsumetai các bạn nhớ ha. Tương tự vậy, nóng nó cũng sẽ có một cái cặp từ một kiểu với nó. Nóng thì dùng cho thời tiết hay cảm giác gì cũng đọc là aji, nhưng mà nó khác nhau ở chữ kanji. Đầu tiên chữ kanji như thế này các bạn, vì các bạn nhìn chung cái học tới chữ kanji này nên là cô ghi ra để cho các bạn nào mà muốn tra từ điển cho đúng á thì mình tra ha. Chữ aji này á thì nó sẽ dùng nóng cho thời tiết, nóng cho thời tiết. Và chữ này sẽ dùng để nóng cho cảm giác. Cảm giác ha. Tức là mình ăn một chén súp, chén súp này nóng quá, aji dùng chữ này. Còn ra đường nắng, trời nắng to quá thì mình sẽ dùng aji, nhưng mà dùng chữ hán tự là chữ này. Ok, cô nói sơ qua cho các bạn thôi để mình hiểu rõ hơn thôi ha. Chứ mình ở mức là năm thì mình chưa cần phải học hai chữ kanji khó này đâu. Rồi tiếp theo cô sẽ qua cái tính từ nữa là khó. Khó, hai người học thấy khó chưa? Rồi xuống đây khó liền. Khó là muzukashi. Muzukashi là khó. Vậy ngược lại với khó sẽ là dễ. Yasui. Dễ của mình là yasashi, của nhà khá lắm ha. Yasashi, dễ, đơn giản, dễ. Khó, muzukashi, dễ. Yasashi. Tiếp theo cô có tính từ nữa đó là cao hoặc là đắt tiền. Takai. Cao dùng cho chiều cao nè, hoặc là đắt dùng cho đồ vật, cái món này đắt hàng quá, đắt tiền quá, đắt ha. Takai. Vậy ngược với nó, chữ cao sẽ là hikui, thấp. Cái bàn này cao quá, vậy thì mình sẽ dùng takai. Cái bàn này thấp quá là hikui. Nhưng mà mình nói món đồ này rẻ quá thì không dùng hikui ha. Lúc này mình phải dùng là yasui. Rẻ nhá. Takai nó có hai nghĩa, một là cao, một là đắt. Nhưng mà khi mình dùng thấp ngược nghĩa với cao sẽ là hikui, và đắt ngược với nó sẽ là rẻ. Yasui. Iですか? Iですか? Tiếp theo, cô có tính từ thú vị. Thú vị quá, cái câu chuyện này nghe thú vị quá. Omoshiroi. Omoshiroi. Thú vị. Omoshiroi, thú vị. Đây. Hoặc là mình học tiếp tính từ đó là ngon. Ngon là oishi. Quen, cái từ này quen ha các bạn. Oishi, ngon. Rồi, ok. Ngon là oishi, thú vị của moshiroi. Bây giờ mình cùng điểm qua những cái tính từ nãy giờ mình học ha. Đầu tiên, cô có tính từ đuôi y, nóng là aji. Ngược với nó, đầu tiên mình có lạnh dùng cho thời tiết là samui, và lạnh dùng cho cảm giác của mình, đủ lạnh sẽ là tsumetai. Chữ nóng cô nói các bạn lưu ý giùm cô hán tự là được, mình chỉ nhớ aji thôi, aji là nóng ha. Tiếp theo cô có cặp từ khó, muzukashi. Muzukashi ngược lại dễ, yasashi. Yasashi ha. Tiếp mình có tính từ takai, cao hoặc là đắt. Ngược với nó, thấp sẽ là hikui và rẻ là yasui. Như thế đó. Tiếp omoshiroi, thú vị, câu chuyện này thú vị quá, omoshiroi. Và ngon là oishi. Oishi, oishi ha. Cái món này ngon quá, oishi. Rồi mình tiếp theo với những cái tính từ nữa. Cô nói là 2 bài 8 mình bước vô tính từ nên là các bạn
bạn đôi khi hơi bị ngọt một tí, tại vì nhấn hơi nhiều. Mình cũng cố luyện, mình luyện tính từ thì mình sẽ áp dụng được qua ngữ pháp và đặc biệt là qua cái phần đọc hiểu. Mình sẽ rất là dễ dàng nếu mà mình có được nhiều từ vựng. Rồi, hồi nãy tính ngon rồi đúng không? Cô sẽ đi tiếp. Tính từ bận, làm việc nhiều quá bận. Isogashi là bận rộn. Công việc mỗi ngày của tôi rất là bận rộn ha. Isogashi, bận. Ngôn nghĩa với lại rảnh rỗi, hồi nãy mình học tính từ Dina là hima. Rồi, vui. Bận rộn nhưng mà vui nè. Tanoshi, bận nhưng vui. Vui là tanoshi. Tiếp theo cô có tính từ trắng, shiroi. Shiroi, trắng ha. Tiếp theo đen, kuroi. Ngược nghĩa với trắng là đen. Đánh dấu luôn cho mình dễ ha. Trắng, đen là kuroi. Tính từ đen. Ok. Rồi, đỏ. À, cay. Cây đỏ và màu xanh da trời. Xanh da trời sẽ là aoi. Hai từ này cũng các bạn cũng dễ nhận đó nè. Màu đỏ là cây và màu xanh da trời xanh dương ha. Aoi, tại vì nó có chữ a nên mình dễ nhầm. Rồi mình còn đọc một vài tính từ đây, sau đó mình qua tiếp danh từ nè. Đầu tiên cũng có bận rộn, isogashi. Vui, tanoshi. Tiếp, trắng là shiroi. Ngược lại với nó, kuroi, đen. Rồi, đỏ, akai. Và xanh da trời là aoi, aoi. Như là scarf, aoi. Rồi, hôm một cô nói mình đi ngắm hoa rồi đúng không? Mình đi ngắm hoa, mình có từ vựng hoa là hana rồi nè. Danh từ ngắm hoa là ohanami nè. Vậy thì bây giờ cái hoa mình ngắm là hoa gì? Hoa sakura. Từ vựng này tuy nó mới nhưng mà chắc là ai cũng biết rồi. Hoa sakura, hoa đào. Hoa đào sakura, sakura. Rồi, núi Yama. Yama, núi. Các bạn có coi từ vựng cái coi những cái clip mà liên quan đến hán tự chúng ta, hán tự mình học chữ Yama này rồi ha, chữ sơn. Rồi Yama. Tiếp mình có thị trấn, thị xã, thành phố nè. Machi, thị trấn lớn, thị trấn, hoặc là đôi khi nó là thành phố ha. Thành phố thì nó mang tính chất thành phố nhỏ hơn, thành phố. Rồi Machi. Tiếp theo bữa trước mình có đồ uống kudamono, hôm nay mình học tới đồ ăn. Đồ ăn là tabemono, trong động từ tabemas. Tabe gắn với chữ mono là đồ vật thì nó sẽ ra đồ ăn. Đơn giản không? Đồ ăn ha, ăn là tabemas, lấy tabe. Đồ là mono, lấy chữ mono ghép vào tabemono là đồ ăn. Rồi mình có cái nơi. Tiếp theo mình có từ vựng nơi. Nơi ha, tôi đi đến nơi đó, tôi đi đến chỗ đó. Nơi sẽ là tokoro. Tokoro là nơi, nơi ha. Rồi, tôi sẽ ở ký túc xá. Ký túc xá là ryo. Ryo, ký túc xá. Rồi, ký túc xá hợp với lại sinh viên hoặc là các bạn đi du học ha. Ryo, ký túc xá. Tiếp theo, cô có nhà hàng. Ở ký túc xá nhưng ăn thì ăn ở nhà hàng ha. Nhà hàng mình sẽ phiên âm từ tiếng nước ngoài sang nên mình sẽ ghi bằng katakana. Restaurant, quen không? Đôi khi mình nghe mình cũng tưởng tượng ra được cái chữ gì đúng không? Restaurant, nhà hàng. Restaurant, nhà hàng. Rồi tiếp theo cô có cuộc sống. Sekatsu, sekatsu ha. Sekatsu là cuộc sống nè. Danh từ sekatsu là cuộc sống. Rồi tiếp theo, sống là phải có làm việc đúng không? Cô có danh từ làm việc là shigoto. Công việc shigoto, danh từ ha. Công việc trước đây mình thêm o vào kính ngữ lịch sự thôi. O shigoto là làm việc. À,
Rồi công việc ha, công việc nhân từ. Rồi bây giờ muốn nói làm việc thì mình sẽ gắn thêm shimasu và biến nó thành gắn vào shimasu sẽ biến thành động từ là làm việc. Gắn vào shimasu nó sẽ ra là làm việc các bạn ha. Oshigoto công việc. Oshigoto shimasu là mình làm việc. Rồi mình điểm qua ha. Đầu tiên có hai là Sakura, núi, Yama, thị trấn, thành phố mà Chi, đồ ăn, Habemono, cái nơi, cái chỗ gì đó, Tokoro. Rồi, ký túc xá, Yo, có trường ăn. Rồi, nhà hàng, restaurant, cuộc sống, Sekatsu, Sekatsu, công việc, Shigoto. Và mình nói về hành động làm việc là Shigoto shimasu, Shigoto shimasu. Như vậy ta mình gặp một bài cái từ vựng nhỏ nhỏ nữa, phần này đó trong ngữ pháp nhưng mà cô nói luôn để mình trong ngữ pháp mình không bị nhầm. Tiếp theo cô có những cái từ sau đô, đô ha, đô là như thế nào. Đây là nghi vấn từ dùng để hỏi ha, cái món ăn này như thế nào, đô để scap đô. Rồi mình nhớ thôi, còn nó như thế nào, sử dụng như thế nào thì mình sẽ coi trong phần ngữ pháp. Donna cũng là như thế nào, cô ghi vậy đi, cô ghi vậy cho nhanh ha. Donna cũng là như thế nào và cách sử dụng của nó như thế nào thì mình nhất định phải coi vào phần ngữ pháp, tại vì nó liên quan trực tiếp đến phần ngữ pháp của mình ha. Đô và Donna đều mang nghĩa là như thế nào. Rồi cô có tiếp theo là những cái phó từ nè. Totemo đầu tiên, totemo là rất, rất luôn. Ví dụ như hồi nãy cô có tính từ bận rộn đi, ishogashi. Ví dụ nó rất là bận, totemo ishogashi, rất ha. Tiếp theo cô có Mari. Mari là không, không lắm. Hồi nãy là rất bận, bây giờ cô không bận lắm, Mari thôi, Mari ha. Rồi và một cái nữa là soshite. Soshite, soshite này mang nghĩa là và ha, soshite và hoặc là thêm nữa mình dùng là liên từ dùng để nói giữa hai câu ngon và rẻ, ngon và rẻ chẳng hạn, đẹp và học giỏi chẳng hạn ha. Rồi ok, đó là liên từ soshite. Một cái cuối cùng trong bài nữa là ga. Ga ở đây nó là nhân. Rồi nghe nhân là mình biết một cái câu gì đó mà nó mang nghĩa ngược nhau đúng không? Món ăn này ngon nhưng mà mắc, ngon mà mắc ha. Chữ ga là liên từ nằm ở giữa dùng để nói hai câu lại với nhau nè. Câu 1 mang nghĩa lên theo dấu cộng ha, theo dấu cộng nghĩa là tích cực, thì ngược nghĩa nó sẽ là dấu trừ, ngon nhưng mà mắc chẳng hạn vậy ha. Rồi ok, đây là toàn bộ cái ngữ pháp của bài 8 chúng ta. Bài 8 thì mình liên quan nhiều nhất đến tính từ quy y và tính từ quy na. Thì hy vọng các bạn về nhà mình luyện đọc cho mình quen cái tính từ để mình áp dụng ngữ pháp cho hợp lý. Và các bài nội dung bài 8 của cô đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn gặp lại các bạn ở bài 9. Xin chào.